mẹ ghét con, vì ai cũng nói là con giống bố. Lúc đấy thì con nghĩ rằng vì mẹ quá đau khổ nên mẹ không muốn nhắc đến. Còn bây giờ thì con hiểu, mẹ làm thế thì mẹ chẳng yêu bố con. Thế thì chắc mẹ phải có một người đàn ông ở trong quá khứ chứ nhỉ? Người đàn ông vừa rồi ở đây, ông ta với mẹ không phải bây giờ mới quen nhau đúng không ạ? Bố với Long làm vậy cũng mong con được bình yên. Chúng ta ba người biết với nhau như thế là được. Máu mủ ruột thịt thì đâu cần phải nói ra, cũng vẫn là máu mủ ruột thịt mà con. Nhưng bố là bố của con mà. Bố đã từng phạm sai lầm, việc bố làm bố đã phải trả giá. Nhưng nỗi đau của họ thì không vơi đi được bằng sự trả giá của bố. Và lại, con với em dâu con làm sao mà nhìn mặt nhau đây?